Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 7, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2023. Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học sẽ giúp sinh viên tích lũy thêm nhiều kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để thành công trong xã hội. Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ giúp cho công tác quản lý của nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính được dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài cùng 8 đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tại hội thi, các đội đã lần lượt có phần thể hiện kiến thức, tài năng và sức sáng tạo qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi ứng xử tình huống và phần thi sân khấu hóa về chủ đề phòng chống bạo lực gia đình. Mở màn với phần thi chào hỏi đặc sắc, các đội thi đã thể hiện được nét văn hóa đậm nét của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, cũng như thể hiện rõ sự sáng tạo, nhiệt tình và năng động của cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thành. Với những phần thi ấn tượng và sôi nổi, hội thi đã có phần tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật phòng chống bạo lực gia đình đến các hội viên phụ nữ, qua đó giúp mọi người ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Hội trại thanh thiếu niên Đông Nam Á Việt Nam 2023, không gian để các bạn trẻ hiểu hơn về văn hóa nghệ thuật của các nước trong cộng đồng ASEAN, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đơn vị đăng cai, chính thức khai mạc sáng nay tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Với chủ đề Hành trình thanh niên về với di sản, trong 6 ngày tại thành phố Huế, cố đô di sản của Việt Nam và Đông Nam Á, hơn 200 thanh thiếu niên ưu tú đến từ các nước thành viên trong khối ASEAN, gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và hai đoàn khách mời châu Á, gồm Ấn Độ và Nhật Bản, sẽ có dịp tham quan trải nghiệm di sản Huế, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bảo vệ di sản Huế nói chung và di sản nhân loại nói chung. Thông qua hội trại, thanh thiếu niên còn được nâng cao kiến thức văn hóa, phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục gắn với hội nhập quốc tế. Được tổ chức thường niên, hội trại thanh thiếu niên Đông Nam Á bên cạnh là hoạt động gặp gỡ giao lưu văn hóa giữa các nước thành viên. Đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh con người, đất nước của đơn vị chủ nhà đến với các nước trong cộng đồng chung ASEAN. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền phối hợp với Bệnh viện Quân y 268 tổ chức tặng quà, khám, phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đợt này, huyện Quảng Điền đã tổ chức cho 32 hội viên Hội Người tù yêu nước đến thăm khám tại Bệnh viện Quân y 268 và trao tặng 32 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các hội viên. Các hội viên đã được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 hướng dẫn khám tổng quát, khám chuyên nhằm phát hiện kịp thời bệnh tật, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc điều trị hỗ trợ sức khỏe. Qua các hoạt động nhằm tri ân sự hy sinh cao cả của các thương bệnh binh, người có công với cách mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chuyển sang những tin tức kinh tế, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ hai thế giới. Giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Hiện tôm Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 thị trường lớn gồm châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hàng năm, ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5-4 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu tôm trong năm ngoái cũng lập kỷ lục khi đạt 4,3 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2021. Lan sóng giảm lãi suất huy động chưa dừng. Từ đầu tháng 7, có 26 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, trong đó có một số ngân hàng giảm tới 2 lần. Hiện lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh đã trở về ngang với cùng kỳ năm ngoái. Còn lãi suất trung và dài hạn vẫn còn cao hơn khoảng 1% một năm. Các ngân hàng nhỏ đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh mức 7,5% một năm. Các ngân hàng tư nhân lớn huy động với lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh 7% một năm. Hiện các tổ chức tín dụng trên địa bàn cũng đã thực hiện giảm lãi suất huy động cả tiền gửi và lãi suất tiền vay. Tổng cục thuế vừa công bố 6 tháng đầu năm nay, 57 nhà cung cấp nước ngoài gồm nhiều thương hiệu lớn như Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok đã nộp thuế gần 4.000 tỷ đồng, nhiều hơn mức nộp của cả năm 2022.
Cụ thể, khoảng 3.400 tỷ đồng được các nhà cung cấp này nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử và 540 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. Mức này cao hơn năm ngoái gần 500 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết đang xây dựng quy chế về khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu tiếp nhận được từ các sàn thương mại điện tử nhằm quản lý thuế hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu khoa học trong sinh viên thường là những nghiên cứu nhỏ nhưng gần gũi và rất thực tế với cuộc sống và trải nghiệm của giới sinh viên. Việc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học sẽ giúp các bạn sinh viên tích lũy thêm nhiều kiến thức từ nhiều lĩnh vực ngoài chuyên môn và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để thành công trong xã hội. Mùa hè năm nay, thay vì lựa chọn vui chơi nghỉ ngơi, Ngọc Huyền, sinh viên trường đại học luật, lại lựa chọn đến thư viện để học tập và hoàn thiện đề án nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ của mình. Với Huyền và rất nhiều bạn sinh viên hiện nay, việc nghiên cứu khoa học cũng là một trong những phương thức học tập hiệu quả. Bởi trong quá trình nghiên cứu, các bạn có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như qua bài giảng trên lớp, nghiên cứu tài liệu, sách, báo trên Internet hoặc cả sản phẩm thực tiễn trong cuộc sống. Qua đó tạo cho mình cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng tạo. Bên cạnh những kiến thức mà mình được học trên lớp, nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho mình có nhiều kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực hơn. Ví dụ như đề tài đang làm là về sở hữu trí tuệ, thì bên cạnh những cái kiến thức nền em được học ở trên lớp ra, sau khi em làm nghiên cứu khoa học thì em cảm thấy rằng về sở hữu trí tuệ em có một cái lượng kiến thức sâu hơn rất nhiều. Nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên tại các trường đại học cao đẳng. Nghiên cứu khoa học không chỉ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về các kiến thức trên giảng đường, mà quá trình tìm tòi khám phá còn giúp các em tiếp cận được với những tri thức mới, rèn luyện được nhiều kỹ năng, sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống xã hội. Chính vì vậy, các trường đại học đều rất coi trọng việc khích lệ và tạo ra sân chơi cho các sinh viên đam mê nghiên cứu. Hiện nay, một trong những tiêu chí đánh giá xếp hạng các trường đại học là sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Đồng thời, nghiên cứu khoa học cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để các sinh viên phấn đấu đạt các danh hiệu như sinh viên năm tốt hay sao tháng giêng. Để thực hiện một đề tài nghiên cứu học thì đầu tiên là bản thân sinh viên phải muốn thực hiện đề tài đó, là xuất phát từ mong muốn cá nhân cũng như là niềm đam mê của bản thân. Và mình sẽ tập trung nhiều hơn để quá trình nghiên cứu thành những nghiên cứu trọng điểm hơn để phục vụ cho quá trình làm việc sau này của mình. Cũng như là mình sẽ truyền lại các năng lượng hoặc là các kiến thức của mình cho các bạn thế hệ sinh viên khác cùng chung đam mê với mình. Nhà trường hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn sinh viên đối với nghiên cứu khoa học, ngoài việc là hỗ trợ về mặt kinh phí này và cũng như là hỗ trợ về tạo một cái điều kiện để cho các bạn có thể sưu tầm tài liệu, là có thể giới thiệu đến các bạn đến các cơ quan để mà các bạn có thể sưu tập được, tìm hiểu những cái hồ sơ và tìm hiểu được những cái số liệu phục vụ vào đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn. Và đối với lại nghiên cứu khoa học hiện tại trong cái việc xét chọn danh hiệu sinh viên năm tốt và cũng đang được rất là chú trọng và đầu tư để các bạn có thể là vừa tham gia nghiên cứu khoa học này, các bạn có thể vừa hoạt động này và đảm bảo được cho các bạn tiêu chí xét chọn danh hiệu sinh viên năm tốt hàng năm. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, biến quá trình đào tạo thành từ đào tạo, góp phần trang bị hoàn thiện kiến thức cho sinh viên, phát huy tính năng động sáng tạo, khám phá, tiếp cận các vấn đề khoa học. Tuy nhiên, để hoạt động này thực sự có hiệu quả, tạo được hứng thú và sự hưởng ứng trong sinh viên, cần có những hoạt động tuyên truyền, động viên từ nhà trường, cũng như sự chủ động của nhiều sinh viên. Tổng cục Thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, các trang web, app mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục trong thời gian gần đây, nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi, đồng thời cung cấp các bằng chứng tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xe đưa đón học sinh bắt buộc có đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn nhận diện, niên hạn sử dụng không quá 15 năm. Nội dung này có trong dự thảo luật đường bộ lần thứ 5 đang được lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải quy định xe đưa đón học sinh phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nếu đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, xe phải có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp lứa tuổi. Kính xe có thể nhìn rõ phía trong xe từ bên ngoài. Lái xe đưa đón học sinh có 2 năm kinh nghiệm. Lý giải cho hàng loạt quy định mới, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trẻ em cần được ưu tiên đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị, Bộ Công an vừa ban hành thông tư 24/2023 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 tới với nhiều nội dung mới liên quan đến công tác cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Biển số vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý, không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào. Hiểu đơn giản là trước đây xe nào biển đó, giờ thì người nào biển đó và biển số sẽ đi theo người. Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường. Đồng thời, việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm hành chính được dễ dàng hơn. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là quy định về biển số định danh có hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nhiều người dân vẫn còn rất nhiều thắc mắc, câu hỏi liên quan đến quy định này. Thì mình cũng nghe những cái thông tin này ở trên mạng á, tuy nhiên là về thực tế thực hành á thì mình cũng chưa có rõ lắm. Ví dụ như là mình sắp tới mình có nhu cầu mình có nhiều xe chẳng hạn thì cái biển số xe đó nó sẽ gắn với mình cùng một biển hay như thế nào. Ngoài những vấn đề về quy trình đăng ký hay mua bán chuyển nhượng thì bảo mật thông tin cũng được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Có thể họ xâm nhập được, họ sẽ biết được từ cái mã định danh này của mình ấy, thì nó sẽ mình có những cái gì thì là cũng lo ngại một phần thôi. Theo quy định, mã định danh cá nhân chính là sổ thẻ căn cước công dân. Hiện nay, Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Theo các chuyên gia, việc cấp biển số phương tiện theo mã số định danh cá nhân sẽ có sự thống nhất về công tác quản lý và mang tới nhiều tiện ích. Ứng dụng được công nghệ vào thì cái công tác quản lý giao thông nó sẽ tiến bộ nhiều. Không những là kiểm tra, kiểm soát, giám sát được hoạt động của phương tiện, mà còn đặc biệt là kiểm soát được cái hoạt động của người lái. Từ cái khâu sở hữu sang đến sang tên đổi chủ, rồi kể cả những cái hành vi vi phạm giao thông trong quá trình thì sẽ được phát hiện. Theo quy định, hiện mỗi xe được cấp một biển số kèm theo. Nếu không thuộc diện thu hồi, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, tất cả biển 5 chữ số sẽ đương nhiên được xác định là biển số định danh. Sau ngày 15 tháng 8, biển số cấp mới được quản lý hoàn toàn theo số định danh cá nhân. Như vậy, các phương tiện đang lưu thông sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi việc chuyển đổi từ biển số thông thường như hiện hành sang biển số định danh sẽ do cơ quan quản lý thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển đa dạng sinh học trên hệ đầm phá nước lờ lớn nhất Đông Nam Á, hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2 một cách bền vững. Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động trong việc thả tôm, cá giống, các loài thủy sản và hình thành các khu bảo vệ thủy sản trên hệ đầm phá với sự tham gia tích cực của người dân địa phương và các ngành liên quan. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Liên tục từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới, ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thả tôm cá giống trên đầm phá Tam Giang Cầu 2. Các hoạt động này nhằm tăng khả năng tái tạo nguồn thủy sản trong tự nhiên, nâng cao ý thức của người dân đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản một cách phù hợp. Cái việc mà người dân là bảo vệ nguồn lợi thủy sản là chung tay cái cùng cả cộng đồng, trong đó tất cả các cái chi hội nghề cá là bây giờ đi là một việc thiệt hết sức là thiết thực. Vận động rồi bây giờ đi là bà con trong ngư dân cộng đồng ở trong chi hội hội viên và những người là bây giờ không được là khai thác hủy diệt để mục đích bây giờ đi là để cái nguồn lợi thủy sản này một là dồi dào. Phải khẳng định rằng việc thả tôm cá giống tại các khu bảo vệ thủy sản trên đầm phá sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho ngư dân trong vùng. Đặc biệt thông qua hoạt động thả tôm cá giống, ngư dân sẽ có ý thức cao trong việc bảo vệ và tái tạo tốt hơn nguồn lợi thủy sản. Các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật đánh bắt khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở khu vực bãi giống, bãi đẻ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển các chủng loài thủy sản khu vực đầm phá Tam Giang Cầu 2. Hàng năm nằm trong khuôn khổ kế hoạch tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2, thì Sở Tài nguyên Môi trường có những hoạt động phong phú, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là thả tôm cá giống trên hệ đầm phá Tam Giang Cầu 2 nhằm bảo vệ và bảo tồn phát triển bền vững là kinh tế xã hội của vùng đầm phá. Từ việc thí điểm thành lập khu bảo vệ thủy sản đầu tiên đến nay, tại Thừa Thiên Huế đã có hàng chục khu bảo vệ thủy sản với diện tích bảo vệ mặt nước đầm phá ngày càng lớn. Bên cạnh các hoạt động bảo vệ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép, nhiều biện pháp phục hồi sinh thái, nguồn lợi thủy sản cũng đã được ngành chức năng áp dụng
như thả rạn nhân tạo làm nơi trú ẩn cho các loài thủy sản, tổ chức thả cá tại tạo nguồn lợi, tổ chức trồng và bảo vệ các loài cây bản địa trên hệ đầm phá. Về thuận lợi của tỉnh ta là trong thời gian qua đã hình thành được 90 là cái chi hội nghề cá và có tư cách pháp nhân riêng, và hiện nay đã thành lập được là 22 khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản với tổng diện tích là hơn 53% diện tích vùng đầm phá, và đã giao cho 22 chi hội nghề cá quản lý trực tiếp các cái vùng nước này. Và bước đầu là nhà nước đã chia sẻ được cái quyền lợi và trách nhiệm cho cộng đồng ngư dân sống phụ thuộc vào vùng nước, và qua đây ngư dân đã sẵn sàng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như bảo vệ cái sinh kế lâu dài của chính bản thân họ. Nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai đang cho thấy sự hồi sinh tích cực khi cá tôm ngày càng sinh sôi dồi dào. Nhiều loại thủy sản có giá trị một thời gần như mất hụt khỏi đầm phá giờ đây cũng đã xuất hiện trở lại ngày càng nhiều, đặc sản như tôm sú, cá nâu, chình, dìa, bổng thể, cua, tôm rạo. Kết quả này phải kể đến hoạt động tái tạo gắn với bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách nghiêm ngặt và hiệu quả hơn từ người dân và các ngành chức năng. Tin thể thao, sau 3 ngày tranh tài, chiều qua, giải cầu lông bóng bàn mở rộng cho đối tượng là đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đã tổng kết và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao. Diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến 23 tháng 7, giải có tổng cộng 180 trận cầu lông và 162 trận bóng bàn, thu hút sự tham gia thi đấu và cổ vũ của đông đảo các đoàn viên và người đam mê các bộ môn cầu lông, bóng bàn. Chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về Công đoàn Viên chức tỉnh, giải nhì và ba lần lượt thuộc về Liên đoàn Lao động Thành phố Huế và Công đoàn ngành giáo dục. Được tổ chức thường niên, hội thao là sân chơi rèn luyện thể dục thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Hôm nay 24 tháng 7, Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nên nhiệt độ dao động nhẹ. Ở vùng đồng bằng và Nam Đông ở mức 33 đến 34 độ, huyện A Lưới từ 30 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 97%. Thông báo cấp độ cháy rừng hiện nay, huyện A Lưới và Nam Đông cấp 1, vùng đồng bằng và thành phố Huế cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.